Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam quy hoạch Trung ương Đảng, dân mong công khai. Một đại biểu Quốc hội của Việt Nam vừa lên tiếng trên truyền thông ngay sau khi hội nghị Trung ương, Ban chấp hành Trung ương lần thứ 12, khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc hôm 14 tháng 5 năm 2020 và cho rằng ban lãnh đạo đảng này cần công khai hóa dự kiến quy hoạch nhân sự cấp cao, cấp trung ương để dân được biết. Muốn đo được sự tín nhiệm của nhân dân thì phải có cơ chế, và như thế cần thiết công khai quy hoạch dân sự, nhân sự vào trung ương. Báo mạng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam vào hôm 15 tháng 5 dẫn ý kiến của ông Vũ Trọng Kim, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nói như vậy. Đây là hình ảnh toàn cảnh hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 12 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lựa chọn cán bộ thì phải dựa vào hoạt động thực tiễn của họ ở một ngành, lĩnh vực hay ở một địa phương cụ thể, chứ không phải đưa ra những tiêu chuẩn chung chung. Cán bộ nào tốt thì sẽ bộc lộ được những phẩm chất tốt, cũng như thể hiện được bằng trình độ, năng lực thực tiễn trong giải quyết công việc, tác động tích cực đến đời sống của nhân dân, đến các lĩnh vực ông phụ trách. Ông Vũ Trọng Kim được chuyên mục chính trị của đài VOV Tiếng nói Việt Nam trích dẫn nhấn mạnh như vậy. Hội nghị Trung ương lần thứ 12 vừa bế mạc tại Hà Nội tập trung vào công tác nhân sự và quy hoạch và các phương án nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới Đại hội 13 của Đảng này dự kiến được tổ chức vào đầu năm sau. Hai nguồn thạo tin tại Việt Nam đã cho đài BBC tại London biết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 chưa bàn đến ứng viên cho 4 chức danh cao nhất bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Hội nghị này đã bổ sung thêm danh sách 40 người được quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương khóa sau, theo hai nguồn này. Đồng thời, hội nghị đã lấy phiếu thăm dò với 87 ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, tức là 2016-2021, đương nhiên đủ điều kiện tái cử trong cơ sở và đề cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Tuy nhiên, một người khác giấu tên cho rằng đã có sơ bàn về tứ trụ chứ không phải là không bàn, vì chẳng hạn bàn phương án nhân sự cho chức vụ Chủ tịch nước thì ông Bộ trưởng Bộ Công an và ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã được dự kiến. Người này nhận định hội nghị đã bổ sung vào danh sách 30 người để lấy phiếu chọn 24 người quy hoạch vào Bộ Chính trị khóa sau. Và để quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương khóa sau thì quy hoạch cho con số mới là hơn 80 người. Đứng đầu danh sách theo nguồn này cho biết sau khi lấy phiếu tín nhiệm là ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là một trong những ứng viên vào Bộ Chính trị khóa sau. Có thể thấy, mặc dù giữa năm 2020, nhưng việc lựa chọn các chức danh cao nhất trong đảng vẫn chưa xong. Nhìn lại trước đại hội 12 năm 2016, người ta thấy phải đến sát đại hội công việc nhân sự mới ngã ngũ. Hồi năm 2016, ông Nguyễn Đức Hà, hàm vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương kể lại trên báo chí như sau. Đến Trung ương 13 lại bỏ phiếu giới thiệu các đồng chí ủy viên Trung ương đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tái cử khóa 12. Rồi Trung ương xác định những trường hợp nào là trường hợp đặc biệt. Và cuối cùng, đến Hội nghị Trung ương 14 đã bỏ phiếu giới thiệu các đồng chí đó để giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước với số phiếu rất tập trung. Cũng hôm 15 tháng 5 từ Việt Nam, một nguồn quan sát chính trị tại Việt Nam không muốn tiết lộ danh tính đưa ra một số bình luận như sau. Thực tế thì ông Nguyễn Phú Trọng nắm tiểu ban nhân sự đại hội, nhưng không chắc ông có thể nắm tay cho đến khi có đại hội. Các ủy viên tiểu ban khác bề ngoài có vẻ tỏ ra thống nhất, nghe ông phán bảo, nhưng bên trong có thể họ có những kế hoạch riêng của mình. Có ý kiến nói khó nhất là chọn Tổng Bí thư, vì sao? Vì Tổng Bí thư có thể tuyên bố từ bỏ những đường lối một cách bất ngờ, do đó họ sẽ chọn ứng viên tin cậy nhất, đại hội 12 là một ví dụ. Do đó, không đơn giản là chuyện chọn tứ trụ, mà trong tứ trụ cần có đồng thuận cao nhất giữa Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Tiếp tục đề cập đến khía cạnh nhân sự hậu Hội nghị Trung ương 12, ý kiến quan sát này nói với đài BBC ở London như sau. Theo những gì được biết, dù phải đợi tới đại hội 13, sẽ rõ hơn 8 ủy viên Bộ Chính trị có năm sinh từ năm 1957 về sau sẽ ứng cử khóa 13, cộng một trường hợp đặc biệt tức là quá tuổi sẽ làm Tổng Bí thư. Ba ứng cử viên Tổng Bí thư được nhắc nhiều nhất là ông bà Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và Trần Quốc Vượng. Và khoảng 80 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa này sẽ ở lại khóa 13. Số bầu mới sẽ là khoảng gần 80 ủy viên.
ghế Tổng Bí thư, nếu như ông Trần Quốc Vượng được chọn vào ghế này thì các ông bà Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân có thể phải nghỉ. Nhưng biết đâu Hội nghị Trung ương 13 hoặc 14 lại sẽ bầu cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có thể có nữ Tổng Bí thư đầu tiên. Hãy để xem khả năng đó ra sao bên cạnh các khả năng khác. Chẳng hạn cũng như một số dấu hiệu được cho là người ta đang nghiêng về chọn ông Phúc làm Tổng Bí thư và rằng trong thời gian đó có thể ông Vương Đình Huệ, hiện là Bí thư Thành ủy Hà Nội, có thể sẽ làm Thủ tướng mà không phải đợi thêm vài năm kinh nghiệm nữa ở Thành ủy Hà Nội. Ý kiến của nhà phân tích không muốn tiết lộ danh tính này đã nói với đài BBC tiếng Anh ở hôm thứ Sáu vừa qua. Tuy nhiên, một mong muốn mà nhiều nhà quan sát nói với đài BBC vào hôm 14 tháng 5 là Đảng Cộng sản cần phải đổi mới phương thức chọn lãnh đạo. Đây là hình ảnh các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình của Hội nghị Trung ương lần thứ 12. Cái mà tôi quan tâm là các vị trí nhân sự cấp cao đó. Nếu mà có sự thay đổi, đổi mới để cho chất lượng của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tốt hơn, thì các vị trí đó cần phải có ít nhất là hai người. Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh, nguyên giảng viên khoa lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nói với một chương trình bình luận trực tuyến của đài BBC như vậy. Ít nhất số đại biểu trong Đại hội Đảng toàn quốc lần sắp tới đây vào đầu năm sau, thì toàn bộ các đại biểu đó phải được nghe các thuyết trình, các dự án hành động, hoạt động của họ để biết xem người nào họ làm gì. Chứ còn 200 người hay 500 người, các ông nhóm lại với nhau, rồi các ông bầu cho ông A vào vị trí này, bầu cho ông B vào vị trí kia, thì tôi nghĩ rằng nó chẳng thể thay đổi được tình hình, càng gây ra sự mất niềm tin cho người dân. Nhà nghiên cứu lịch sử từ Đại học Quốc gia nhân dịp này bình luận khía cạnh dân chủ hóa tốt hơn các cuộc bầu cử cho chính quyền và đảng lãnh đạo chính quyền ở Việt Nam. Ông nói, tôi nghĩ rằng nếu như chưa có một cuộc bầu cử thực sự cho người dân, thì ít nhất có một sự dân chủ trong đảng. Đó là gì? Đó là các đảng viên được bầu ra người lãnh đạo của mình. Tôi thấy từ mấy chục năm nay, từ khi mà sinh hoạt đảng, từ khi các chi bộ sinh hoạt đảng đến nay, thì chỉ có đại hội chi bộ thôi, thì mọi đảng viên được họp và bầu ra bí thư chi bộ và ban chấp hành chi bộ mà thôi. Còn bắt đầu lên cấp trên là bắt đầu bầu cho đại biểu rồi, mà cấp ở trên chỉ lên đảng ủy thì có thể thêm một bậc thôi. Và như trường hợp của tôi trước đây, hội trường có 800 ghế mà đảng ủy của trường thì không thể nào ngồi hết các ghế đó được. Nhưng mà các đảng viên cũng không được đến đó để bầu ra người lãnh đạo đảng bộ của mình mà phải bầu đại biểu. Thế thì tại sao đảng không làm một cuộc cải cách dân chủ trong chính nội bộ của đảng trước hết? Đây là câu hỏi được đặt ra thì mới may ra chọn được những người thực sự có tài để phục vụ đảng rồi phục vụ đất nước. Còn nếu vẫn như cách này thì tôi nghĩ rằng không thể nào mà có thể chống lại được nạn chạy chức, chạy quyền. Ông nói tiếp, tôi nghĩ rằng nạn chạy chức, chạy quyền nó gắn với cách tuyển chọn được cán bộ như hiện nay và nó giống như là nạn tem phiếu của thời bao cấp vậy. Chỉ khi nào bao cấp mất đi thì mới mất tem phiếu. Cũng từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nêu quan điểm tại cuộc thảo luận rằng tôi nghĩ rằng mong ước của anh Lê Văn Sinh cho Đảng Cộng sản Việt Nam là một mong ước của rất nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam muốn như thế, nhưng mà cũng chỉ là mong ước mà thôi. Đây là hình ảnh dân mạng đang xôn xao về dinh thự hàng triệu đô của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Xây xong chỉ vứt ở đó mà không ở. Thi thoảng thấy bà Hồng, vợ của ông ta từ Quảng Ngãi ra, ngắm biệt thự của mình một tí rồi về. Còn lại, cả ngôi phủ thuê một cô người ở hàng ngày chỉ đến quét dọn và phủi bụi mà thôi. Và ông nói tiếp, và không có chuyện dân chủ trong đảng đâu. Nói như thế là để cho vui mà thôi. Chỉ chừng nào phải có một người lãnh đạo có đầu óc đổi mới và có áp lực từ các đảng viên rất là mạnh. Rất là đáng tiếc, cả hai điều kiện này đều chưa có. Tôi có thể nói rằng, với quốc hội chừng nào mà người dân còn cứ im, người dân không lên tiếng, người dân không tự ra ứng cử, người dân không thực hiện được những quyền của mình, cũng như các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam không thực hiện các quyền của mình, thì còn lâu không bao giờ có đâu. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nêu ra nhận định như vậy. Phó giáo sư Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển nói như sau. Ở Việt Nam, để giữ chế độ mà trong thể chế bất ổn này, thì chỉ có hai hướng lớn, một là chống tham nhũng. Muốn chống tham nhũng được thì phải tập trung quyền lực cao để chống lại với sự tha hóa quyền lực, thì nó rơi vào một vòng xoáy của tha hóa quyền lực cao hơn. Thì bây giờ cũng là một nguy cơ cho nhiệm kỳ tới. Bởi vì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiêm chủ tịch nước thì sẽ không còn tiếp tục nữa, thì ai lên, liệu quyền lực tối cao này sẽ như thế nào? Lại tập trung quyền lực rồi tha hóa hay sang? Điểm thứ hai nữa là một cơ sở lý luận nào để cho chế độ này tồn tại.
Tôi nghĩ là đến bây giờ họ cũng chẳng dám tuyên bố rằng một nền tảng lý luận nào khác ngoài cái mà chúng ta vẫn biết là cái gọi là nền tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, và có nhấn mạnh ở đây là Đại hội Đảng, gần ở đây là tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì điều đó cũng là một cái nền tảng, và hai trụ cột này là để giữ được chế độ. Cũng nhân dịp này, Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ đề cập thêm khía cạnh nhân sự hướng tới Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, và kể cả nhu cầu mà ông nhấn mạnh về đổi mới, cải tổ và nhận thức và đường lối. Ông nói, chúng ta cũng phải mong một cái gì đấy nó khá hơn đi, vì theo tôi, thí dụ như vị trí Tổng Bí thư mà trước kia đặt ra một tiêu chuẩn rất là cao, nhưng sau đó với quyết định 24 thì nó có giảm bớt đi. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường về hợp tác chống viêm phổi Vũ Hán. Và tất nhiên người ta cũng có mục đích của người ta, mục đích của những nhà lãnh đạo. Nhưng tôi thấy nếu căn cứ vào những thành tích, những hoạt động và những kinh nghiệm từng trải, rõ ràng vị trí Tổng Bí thư này có vẻ như ưu thế được thuộc về Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc. Bởi vì ông đã khá thành công trong việc đưa ra một chính phủ kiến tạo, và chính phủ này đã thúc đẩy được tăng trưởng kinh tế sau một thời gian bất ổn của nhiệm kỳ trước. Điểm thứ hai nữa là trong hoàn cảnh như thế mà ông đã đưa ra được cái đó, thúc đẩy được tăng trưởng thì rõ ràng là một thành tích, và cũng nên từ thành tích đó để chọn một người đứng đầu. Tiếp theo nữa, mặc dù là rất hạn chế về ý thức hệ mà như nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh nói, người ta vẫn phải tìm một lối thoát cho cải cách, thì cái chính là chính sách thực dụng này mang đến điều đó. Và tôi nghĩ rằng nếu như cứ níu kéo một tư tưởng giáo điều về chủ nghĩa xã hội thì nó sẽ cản trở cải cách, và cũng sẽ không hối thúc được sự phát triển, mà là dư địa về cải cách không còn nữa thì lập tức tăng trưởng cũng sẽ giảm xuống. Thứ nữa là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho thấy trong chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán này thì ông cũng khá là thành công, mặc dù là một con người điều hành phải chịu trách nhiệm chính, nhưng những nỗ lực này cũng cho thấy rằng thành tích này cũng là một cái ghi điểm đối với lá phiếu của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa này đối với ông. Có một quy định không có văn bản là người miền Nam thì là phải làm Thủ tướng, rồi người miền Bắc phải làm Tổng Bí thư, rồi người miền Trung phải giữ vị trí là Chủ tịch nước. Ví dụ như từ thời nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thì nó vẫn cứ theo một truyền thống như thế. Nhưng tôi nghĩ thay đổi cơ cấu và cái tất yếu và cũng là cần thiết là không nên công nệ vào cơ cấu như thế này. Còn nếu không thể thay đổi được, cứ giữ mãi hệ tư tưởng mà nó không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường nữa, thì tôi nghĩ rằng dư địa cải cách hết và tăng trưởng cũng sẽ cạn dần, và điều đó là một nguy cơ cho sự phát triển của đất nước và dân tộc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020, với bản tin Việt Nam, quy hoạch Trung ương Đảng, dân mong công khai. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.